Vâng, chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì trước màn hình các bác anh em là ba em vang số hàng bãi và phiên bản đời cao, phiên bản nội địa của em Batty House DK 5000. Các bác nhìn này, thì phần này các bác anh em biết ngay là cái phiên bản nội địa thôi. Còn cái bản thương mại thì nó sẽ ghi luôn DK 5000 trên này. Đây, cái mã của nó sẽ là MSPX01. Cái phần mềm của nó cũng sẽ như này luôn các bạn, phần mềm của riêng của nó sẽ tên này chứ nó không phải là còn DAK 5000 nữa. Đấy, em chia sẻ luôn cho anh em nhé. Ở phía sau đấy, phía sau của nó thì sẽ, nếu như anh em nhìn như này đúng không, các bác nhìn này, các bác không biết là cái cổng nào ấy, cổng ra nhạc chính, thì em giải thích luôn cho anh em. Đây, cổng RL này, đây là hai cổng nó ký hiệu của Rinep trái phải đấy, đây là hai cổng nhạc chính của nó ra. Cổng surround thì anh em có thể tùy chỉnh biến nó thành một cái cổng gì đó cũng được, các bác có thể biến nó thành cổng cắt súp, cổng center hay là bất kỳ một cái nào anh em có thể tùy chỉnh trên phần mềm hết. Và tương tự thì ở đây nó có hai em luôn, nó cổng C này là cổng center này, cổng sub out này. Đấy. Còn đây là cái phần để kết nối dây với máy tính để các bác chỉnh phần mềm đấy. Cổng quang nhá. Còn cái này nó điều khiển nó ghi remote ở đây nhưng mà chắc để điều khiển cái phần nào thì em chưa động đến cái này bao giờ. Nó chia sẻ thật với anh em một điều như vậy. Còn đây nguồn của nó sẽ là nguồn auto-volt. Auto-volt thì điện yếu điện khỏe chạy được hết quá. Hai bo mạch chống ú luôn, riêng biệt luôn của dòng mic, một bo mic 3, một bo mic 1, mic 2. Đấy. Anh em thì thấy rất chi tiết. Mà chip USB đời cao, chip USB của em nó là 21489. 21489 tương đương như dòng X12 hàng xịn luôn đấy. Anh em mình nhìn thấy luôn. Các cổng kết nối đây có cổng red out này, cổng sub này, mic out này, đây các cổng đầu out bằng AV và đây có luôn các cổng kết nối đầu vào bằng AV luôn. Như mẫu này thì em đã test cho bác anh em qua rất nhiều video trước đó rồi. Hôm nay thì em có ba em sẽ thanh lý luôn cho anh em luôn. Đấy, thanh lý ba em này xả cho bác anh em giá sập sàn luôn cho anh em nhé. Bình thường anh em đang mua ở trên thị trường thì nó rơi vào khoảng tầm gần 4 triệu đồng đấy. Gần 4 triệu đồng một em đấy, em không nói đùa đâu. Anh em để tìm tham khảo thoải mái luôn. Với những dòng này thì khoảng tầm như Tết vừa rồi thì anh em mua với cái giá tầm 4 triệu rưỡi, 4 triệu 8 là chuyện rất bình thường nhá. Hiện tại em bây giờ thì về được cái lô giá rẻ hơn rồi. Bên em sẽ có giá đẹp cho anh em luôn. Và anh em có nhu cầu lấy cả ba em luôn thì anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho bên em nhá. Thì bên em sẽ có giá rất đẹp cho anh em. Và video này thì em sẽ không test lại tiếng hay gì nữa. Trước đó em đã test tiếng rồi. Hôm nay em mở mạch quay lại cụ thể cho bác anh em xem hình thức. Và anh em có nhu cầu thì bác hãy nhắn tin trực tiếp qua cho bên em nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Mũi Đàm và đăng ký kênh của bác nhá.